Thưa quý vị, làng Chử Xá, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội từ xưa đến nay được biết đến là làng nghề trồng rau củ quả nổi tiếng. Tuy nhiên, thời gian gần đây thì làng còn được nhiều người đặt cho một cái tên nữa, đó chính là làng bức họa Chử Xá. Hơn 20 bức tranh với nội dung gắn với văn hóa và lịch sử của thôn Chử Xá được vẽ lên những bức tường đã tạo nên một diện mạo mới và hấp dẫn cho cảnh quan nơi đây. Chúng tôi đều vẽ về những cái hình ảnh của làng quê, đó là những cái rau củ quả mà người dân Văn Đức đã sản xuất và đang sản xuất. Thông qua những bức tranh thì mọi người sẽ hiểu ý nghĩa hơn về xây dựng làng quê. Chào mừng các bạn đã đến làng Chử Xá chú mình. Nhà mình có một bức tranh một bà bán rau củ quả rất là sạch và đẹp. Bắt đầu từ bức tranh về những nét đẹp của một vùng quê nông nghiệp, xa hơn sẽ là những mô hình du lịch cộng đồng gắn với thế mạnh của nơi đây sẽ được mở ra. Những bức tranh ngày hôm nay đang mang đến một cảnh quan vui tươi, gần gũi và màu sắc hơn, khiến cho những người dân ở đây thấy thêm yêu vùng quê của mình hơn. Nó thực tế với đồng ruộng của nhà mình, cảm thấy rất là thích. Khi mà ngồi ở xa chỗ kia ngắm vào thì nhìn thấy nó thích.